status có nội dung cà khịa trực diện với Tôi Yêu Hóa Học. Và sau ngay sau đó thì các bạn khán giả đã comment và tương tác liên tục với sự kiện này, và các bạn mong chờ có một trận đấu giữa hai đại diện của hai fanpage. Các bạn hãy comment xem cho chúng tôi biết là các bạn là thuộc phe nào, Tôi Yêu Hóa Học hay là Tôi Ghét Hóa Học, và chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với